qua cầu cảng ở bển á, nhưng mà câu có cá lớn đấy. Dạ cảng Bến Đồng á. À Bến Đồng. Cầu tàu khách á nhân. Dạ ngồi trên tàu cầu. Dạ ngồi trên cầu cảng cầu. Câu ở đây xong rồi mình ra đó mình câu trên bờ cũng được, hoàn cảnh nghe dạ cứ nghe tốt tiền lắm, cái đó hỏi mướn người ta lấy 2 triệu đúng vậy, so với nó 2 triệu rồi mướn cần 50.000 một cái cần một cái ống câu á, trời quá một mắt bà con ta để bà con ta đi câu văn nghệ ơi câu vui cần đó. Nghe đó chưa? Ừ, cái gì mà muốn không? Như vậy tốt.